nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và Mexico, triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt vào cộng đồng người Mỹ gốc Latin và kết nối thị trường khu vực phía Tây Bắc Mỹ. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với chi nhánh thương vụ tại San Francisco tổ chức chương trình làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Phòng Thương mại Hoa Kỳ-Mexico. Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ-Mexico không ngừng được mở rộng và phát triển, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký và đi vào hiệu lực kể từ đầu năm 2019 và mong muốn được cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Mexico, hỗ trợ phối hợp trong việc triển khai tổ chức doanh nghiệp sang Việt Nam tham dự hội trợ triển lãm, mong muốn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia của Việt Nam trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội trợ triển lãm, sự kiện kinh tế, thương mại tổ chức tại Hoa Kỳ.